Kim ơi, chị Thơ hiền lắm. Cứ đẩy banh chị Thơ ra ngoài. Thơ mà hiền hả? Thơ còn nhiều góc lắm. Chưa gì hết. Mọi người chưa khai phá nổi đâu. Đa nhân cách đó. Sống có đức thì mặc sức mà ăn ấy. Còn em nghĩ là em ở hiền gặp lành. Từ khóa này gồm có 11 ký tự. Gợi ý đầu tiên, đây là một địa điểm săn mây nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 110 km. Trò chơi bắt đầu. Cẩn thận nha, thăng bằng nha. Lựa chọn trái banh nào có số. Trái banh này có số mà vắng số quá, chưa gì vắng ra rồi. Ê khó nha. Khó nhé. Từ từ tiếp cận, từ từ nhẹ nhàng thôi. Đó, chắc tay lại, đúng rồi, chắc tay. Cứ từ từ làm thôi. Gấp tiếp luôn, gấp tiếp. Khều lại, khều lại. Cứ từ từ làm. Khều lại, khều lại. Thời gian còn rất là từ dạ. Từ nha. Mình để hai cái cây mình chéo lại với nhau nó sẽ dễ hơn. Đó, bây giờ mới thấy khó là như thế nào nè. Đó, ôi, ráng ra, ôi dạ, trời. Số mấy, số mấy? Số 9 ạ. Số 9. Trời ơi, lẹ lên bé ơi. Trời ơi, giật mình nè. Số 7. Em cảm ơn chị nha. Không cố tình không. Tính ra làm MC này cũng không nhàn lắm nha. Ê, nó rất là ấy luôn đó. Câu này phải để kia. Từ từ. Để lọc đá lại cho đây. Số 3. Số 5. Câu này phải để Kim đoán chữ hay hơn. Dân. Rồi xong luôn. Quá đã đi. Rất tuyệt vời. Từ nãy tới giờ là chúng ta đã có được mỗi đội 2 quả bóng. Và đây là gợi ý thứ hai. Là ngọn núi cao nhất Nam Bộ với độ cao khoảng 986m so với mặt nước biển. Trên đỉnh núi thường xuyên mây trắng che phủ. Trò chơi tiếp tục. Hít thở nhẹ nhàng, đều đặn. Trời ơi, như chơi đá banh gì thôi Thơ ơi. Này số 6. Số 6 hay số 9 vậy ạ? Số 6. Số 4 anh Cường ơi. Rồi. Số 4. Nhanh nhanh lên, quyết liệt lên, đúng rồi. Dữ dội lên. Giành giật đi, tấn công nhau đi. Thủ nào, công nào. Thủ mình ơi, mình đâu. Số 10 anh Cường ơi. Số 10. Em cảm ơn. Đúng rồi. Trời. Đây về. Lâm. Trời ơi quá trời. Trời. Còn hơn chơi đá banh nữa. Lùa qua lùa lại. Nhưng mà cái khúc này là em mệt nha. Em mệt đó. Em tưởng nữ hiền lắm chứ. Nữ không hiền, đúng rồi, lấy luôn cái vỏ luôn. Đúng rồi, lấy cái vỏ luôn. Rồi, bên đó hết chữ rồi, khỏi lo, bình tĩnh đi. Vậy mình nói chơi có đức mặc sức mà ăn ha. Mình phải là dành, không có dành cái banh đâu, mình dành nguyên cái vỏ banh luôn. Số 8, số 1 anh Cường ơi. Số 1. Số 8. Chồm tới, cố lên chị Thơ, cố lên. Cố lên. Trời ơi, cẩn thận. Số 11 anh Cường ơi. 11. Ê, đầy quá rồi, không để được MC ơi. Số 2. Đầy quá rồi, không nó để đầy được quá, MC nó số rồi. 2. Chúng ta nhận được một tín hiệu chuông từ đâu ạ? Dạ, em ạ. Xin mời đội album đưa ra đáp án. À, gợi ý là em đã biết được khoảng cách 110km là em biết cái khu vực nào rồi. Bên cạnh đó là cái keyword ở đây rất là quan trọng, đó là rất là cao trên nhiều mây. Thì em dò chữ và em biết đó chính là nóc nhà Nam Bộ. Chốt đáp án nóc nhà Nam Bộ. Dạ. Và đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Và sau câu trả lời là nóc nhà Nam Bộ đã mang về cho đội album 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Còn gợi ý thứ ba là chưa kịp đọc ra nữa là đội của chúng ta đã giải mã được rồi. Gợi ý thứ ba đó chính là một tên gọi khác của núi Bà Đen ở Tây Ninh. Đó. Anh kiếm hoài.
Tại vì đó quê anh mà. Dạ. Đi kiếm quà chữ N, chữ Ninh này nọ, nhưng mà cuối cùng lại không ra. Dạ đúng rồi. Cái từ khóa của mình đó là một cái cụm danh từ. Đúng rồi. Mình đặt cho địa điểm đó. Còn nếu nói thẳng ra, nói mà cho nó rõ ràng ra là núi Bà Đen, Tây Ninh đó. Thì đó là quê hương của anh. Thì bây giờ đây là giây phút anh giới thiệu về quê hương của mình. Anh lấy lời điểm đi anh, chứ thật sự lúc nãy mà khi em đang gấp bóng rất là tập trung thì em nghe tới cái câu mà đây là dãy anh núi biết luôn cao, mà. Nhất. Cao nhất Nam Bộ là Nam biết Bộ rồi. Là em nói rồi trúng tủ rồi, trúng tủ rồi. Là em thấy là dạ, chỉ lấy còn, điểm này dạ. Đi chỉ còn quay ra nói nếu kiểu mớm mớm với anh cũng thua thôi, thì cũng vậy thôi. Dạ xin mời anh. Dạ mọi người có thể đến với quê hương Tây Ninh của em, tại quê hương Tây Ninh của em quá là xinh đẹp đi. Có rất nhiều những danh lam thắng cảnh, chẳng hạn như là núi Bà Đen, rồi chùa Tà Thánh, rồi Ma Thiên Lãnh, nói chung là đẹp đẹp dữ lắm, cứ đi ra ngoài đường là gặp cảnh đẹp. Mình nói sâu về núi Bà Đen đi anh. À nói sâu về núi Bà Đen. Dạ. Và mọi người cũng biết rằng là ở trong mỗi dịp Tết á, vào ngày là gọi là khai hội núi Bà Đen, thì đó là cái ngày mà nô nức du khách từ khắp mọi nơi đến với núi Bà Đen để cho cầu cho là mưa thuận gió hòa, cầu cho may mắn, và Cường lúc nào cũng được may mắn khi mà làm chương trình khai hội đó. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn. Và như thế em được biết núi Bà Đen là một cái địa điểm du lịch thiên về tâm linh. Đúng rồi. Và những người nào mà họ đang trong lĩnh vực kinh doanh hay tìm đến để mà có thể gửi gắm những cái niềm tin của mình để có một chút tài lộc và may mắn cho những dự án sắp tới. Còn ở tỉnh An Giang của em Châu Đốc là cũng có một núi nữa là núi Châu Đốc, Bà Chúa Xứ, cũng là một cái nơi rất là linh thiêng để chúng ta có thể gửi gắm niềm tin của mình ở trong đó để có một năm mới hanh thông hơn, làm việc hiệu quả hơn. Dạ. Tổng kết hai vòng chơi chúng ta có kết quả như sau. Đội Á La Bùm đang có 5 triệu đồng.